một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối phá vương trên đường dài mắt em xem bầu trời hết rồi ngày mai đêm trong vòng tay có mây ai ngờ chiều nay là đây cánh buông thêm lá những kỷ niệm buông trôi nói chi lần cuối hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dài tuổi đời vừa tôi anh đôi bạn đường ta riêng nhau anh đi tôi ở mình vui được sao tiếng người yêu trước đến giờ bạn đi Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho anh em một cặp loa Sony. Con này là thuộc phân khúc mini cỡ đại anh em nhé. Tách từ dàn mini cỡ đại của Sony ra, chúng ta có thể gọi nó là loa bookshelf anh em nhé. Loa bookshelf nghĩa là những cái loa nhỏ để kệ sách gọi là loa bookshelf. Con này là mini đại nên là trang bị bát 13cm luôn anh em nhé. Nếu mà tính cả vành là 14 đấy. Đấy, gân của nó gân vải còn mềm mụp luôn anh em nhé. Đấy, gân vải nó không hề chai cứng mà rất là mềm luôn. Đấy, mềm mụp luôn. Anh em nghe tiếng bát của nó rất là sâu và mềm. Đấy, nón của nó là nón lụa anh em nhé. Nón lụa rất là đẹp luôn. Trên này là một tem mica nữa này. Vân của nó là vân gỗ nhá, vân gỗ màu chì rất là đẹp luôn. Một cái bản màu rất là đẹp anh em ạ. Bình thường vân gỗ vàng thì nó bình thường thôi, đây vân gỗ màu rất là đẹp luôn anh em nhé. Vàng gần như là còn rất là đẹp anh em. Và rất là đẹp nhé. Đôi này là 100W một cặp anh em nhé. Thùng quét còn cứng cáp. Thùng quét còn rất là cứng cáp luôn. 100W một cặp. Đây, bật bụi. Con này anh em nghe nhạc gì cũng được nhé, từ nhạc vàng cho đến nhạc sống, nhạc sàn, nhạc mạnh, nhạc gì cũng chơi hết nhé. Nhạc trẻ đánh rất là sướng luôn, nhất là mấy bản remix của bản đặc nhạc sống nào đánh vào phê thôi rồi luôn. Tại vì cái gân vải của nó khá là mềm, nhưng âm bass nó đánh rất là sâu. Nghe âm thanh rất là sướng. Cái này nó về nó không có lưới anh em nhé. Thực ra những cặp loa của Nhật này mà anh em đây em mở lưới rất là đẹp nhá, nhưng mà khi mà anh em đóng lưới và nhìn là cái loa rất là tù luôn. Theo em thì có lưới được, chẳng có lưới chẳng sao. Những con mà màng nó màng giấy ấy, nó bám bẩn thì nó sẽ bẩn luôn cái màng giấy. Nhưng còn riêng những con dòng màng kiểu dạng carbon như thế này ấy, bụi có bám vào anh em phát là đi luôn, anh em lấy rẻ ướt anh em lau cái là sạch bong như thế này luôn nhá. Đấy, nó không bám bụi đâu. Anh em mở ra cho nó hầm hố càng đẹp thôi. Mà chính không mua được, chính không có lưới này anh em mua được cái giá rất là yêu thương luôn nhé. Ví dụ cái cặp này bát 14, nếu mà có lưới đầy đủ nó bao giờ là khoảng 800.000. Đây em để cho anh em không lưới nhé, 680.000 thôi nhé, cặp này 680.000 thôi, quá là ok luôn. Anh em lấy về ghép âm ly mini này, đầu CD ô tô hoặc là các cái âm ly của Nhật để anh em nghe nhạc rất là ok nhé.
nghe rất là sướng luôn, để bày phòng thì rất là sang. Loa zin nguyên bản, zin 100% luôn. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc của bầu shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.